Alo, chào anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của Minh Lâm Và ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái video này để chia sẻ đến cho anh em Là những cái con game ấy mà anh em có thể là nên chơi trong cái thời điểm hiện tại à, Với mình ấy, thì cá nhân mình ấy, mình sẽ đánh giá với con uh, Thực ra là mình ghi đây là ba con game nhá, 1, 2, 3 vậy thôi Chứ còn ba con này thì chả biết là con nào nó là con top Nhưng mà sang win với con 8 thì nó vẫn là top cao hơn so với con 68 game bài ở đây ấy, với cái cách tải gom 8 thì anh em không xa lại gì nữa rồi Nhưng mà nhiều anh em có nhắn tin cho mình là Anh ơi em chả thấy anh nhắn anh anh hướng dẫn tải con 68 game bài về bao giờ Đặc biệt là cái bản app Thì cái bản, bản app thì đúng như là anh em nói Cái bản app ở bên 68 game bài tải về thì nó hơi loằng toàn loàng. Còn nếu mà chơi trên bản web thì rất đơn giản Uh, để mà anh em ấy anh em có thể là tải được bản chuẩn mà bản uh, chuẩn chỉnh nhất của con 68 game bài uh, thì anh em có thể là vào trực tiếp dưới cái phần link tải mình mà mình có để dưới này này không có để là bản uh, link web hoặc uh, iOS thì anh em có thể bấm vào đây thì là nó sẽ ra một cái trang 68 game bài như thế này đúng không đây này thì đây là nếu mà anh em chưa có tài khoản thì nó sẽ ra với cái tài khoản anh em thôi đấy nó sẽ ra cái tài khoản của anh em còn đây là cái tài khoản của mình Đấy, thì nó sẽ ra một cái ID mới thì anh em chúng ta chỉ việc uh, kích hoạt cái số điện thoại lên và anh em vào anh em trải nghiệm game bình thường còn không anh em ở bên sau tám cái bài bên game nào cũng vậy anh em có thể tham gia nhóm nhận lộc ở dưới này này thì anh em có thể là hút được cái lộc Momo hàng ngày nhá lộc từ uh, một năm chục đến 100 đến 200 tùy ngẫu nhiên nên là anh em nào may mắn thì anh em ngày anh em hoàn toàn anh em có thể kiếm được tầm khoảng một hai lít hai ba lít gì đấy anh em uh, gọi là có thêm tiền cà phê cà pháo anh em nhá Đấy là những một số anh em uh, YouTube thì anh em có hẹn nhau bảo là thôi mỗi anh em đóng vào một tí mình thì còn có đóng vào uh, mỗi ngày tầm khoảng 1 2M, uh, có ngày nào nhiều mình đóng vào 5M để chia lộc cho anh em, còn những anh em khác thì cũng có đóng ấy. Với anh em YouTube chơi nhau á. Đấy thì đây là cái cách mà anh em có thể tải trực tiếp ở trên uh, cái bản web thì anh em chỉ việc bấm một cái link này nhá, nhớ là chỉ việc bấm một cái link này. Sau đấy thì chúng ta nên uh, kích hoạt cái số điện thoại đi. Anh em nên kích hoạt cái số điện thoại trước liên kết số điện thoại trước đấy, sau đấy anh em vào cái phần mà nếu mà anh em tham gia vào nhóm nhận lộc anh em kích hoạt xong này anh em vào phần ngân hàng anh em sẽ điền um, cái tên ngân hàng của anh em vào đấy. tên ngân hàng chính chủ nhá sau sau đấy anh em chúng ta sẽ bấm vào cái phần nạp và anh em chúng ta tùy theo cái gói Momo ví dụ như kiểu là bạn đã nhận được cái quét xong check ID xong thì bạn đã nhận được cái tài khoản Momo là bao nhiêu đấy thì anh em sẽ bấm vào Momo đây À, anh em bấm vào đây. Thì họ bảo em anh em được 100k anh em bấm vào 100k như thế này. Đúng không? Anh em bấm nạp tiền này. À, thì nó sẽ ra cái giao diện mà cái này anh em chỉ việc chụp uh, ảnh cả cái này, chụp ảnh cả màn hình cả cái này. Anh em gửi lên cho người ta check lại một lần nữa xong người ta sẽ chuyển tiền cho anh em. Đây là hình thức nạp trực tiếp Momo mô mô nên anh em 100 anh em đánh lên tầm 150 anh em rút tùy anh em. Đấy là tiền đã lộc là không nói, đúng không? Anh em chơi sao thì chơi nhá. Đấy thì uh, đây là cái cách để anh em có thể là tải hoặc là chơi trực tiếp trên bản web nó là như vậy còn ở bên bản app thì sao uh, đây ví dụ đây là một cái điện thoại của anh em nhé mình sẽ vào google chrome như thế này, này. và mình vào cũng uh, đang xem cái video của minh lâm hướng dẫn như thế này thì mình uh, bấm vào cái link android này mình muốn tải app về cơ thì mình bấm vào link android này này ở đây nhá cái link cái link android này này thì anh em ở trên điện thoại anh em vẫn vào bình thường nhưng mà đây là nó lại là cái nó 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 là cái 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 dạng mà à, cái này là cái nó không phải là cái đây nó chỉ là phần mềm giả lập nó không được cái này còn nếu mà anh em gặp trường hợp bạn anh em có thể tải cái VPN à, không anh em sang bên này này đây anh em bấm vào phía dưới link Android nó sẽ như thế này à, còn anh em muốn mà tải về Android hay App Store thì anh em tùy anh em thôi tùy theo cái nhu cầu của anh em điện thoại của anh em nó tương thích với cái loại nào thì anh em sẽ tải cái loại đấy đúng không Đấy thì anh em sau khi tải về rồi thì chúng ta sẽ bấm cài đặt lên. Cài đặt lên và chúng ta bắt đầu là vào chơi như bình thường. Đấy, chơi xong nhớ là lưu ý là khi mà có một cái ID mới thì anh em nên kích hoạt số điện thoại trước khi đấy nhá và đặt mật khẩu vào tránh như bị mất nhá. Đấy thì là cái cách tải cái con app Go 68 quân bài nó là như vậy. Đấy nên là trong ba cái con game này nếu mà anh em đang chơi trên ba con này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy ở bên uh, Sanwin thì mình cũng có làm uh, một số cái để chia sẻ đến cho anh em cái cách để anh em có thể là bắt cầu tốt hơn, cũng như là bên 68 game bài là mình làm nhiều nhất. Hiện tại thì mình đang chơi 68 game bài mới Sanwin này nhưng mà mình chơi 68 game bài phải dành đến tầm phần 90% cái thời gian mình chơi 68 game bài chứ mình ít chơi Sanwin. Đấy công thức bên 68 game bài thì mình chia sẻ đến cho anh em khá nhiều này. Đây này. Cái công thức này này, là mình vẽ rất là chi tiết ra cho anh em uh, để phân biệt này. Có nhiều anh em ấy thì là nó là cái cái phân biệt cái cầu thuận cầu nghịch ấy thì là anh làm video chỉ kỹ kỹ một chút đấy nhưng mà thực ra là cái video này mình chỉ rất là kỹ rồi nhá. Mình chỉ rất là kỹ rồi chẳng qua là anh em chưa hiểu đâu. với cái vấn đề mà 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 cách anh em soi phân biệt cầu thuận cầu nghịch ấy thì là mình cũng ghi rất là rõ đây này. Anh em xem một lần không hiểu anh em cố gắng xem lần nữa nhá. Và anh em nhắn tin cho mình thì thực sự là mình không trả lời hết từ anh em được. Rất là cảm ơn anh em à và Uh, chắc là cái video mình mình cũng xin phép mà kết thúc đây thôi hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo nhá chào tạm biệt anh em